Chào các bạn, Cháp 19 bộ truyện vai ác sư huynh, tất cả sư muội đều là gian tới rồi đây. Ở tập trước thì người nằm trong hậu cung của Diệp Thần ở kiếp trước đã xuất hiện. Đúng như những gì mọi người dự đoán thì Tô Sư Bá cũng giữ lại được ký ức của kiếp trước và chuẩn bị vào mặt Diệp Thần, còn bên nhà lúc này mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người thật to gan, dám khiêu khích đệ tử của Thanh Lam Tông ta, người biết như vậy là ý gì không? Trời ơi, thủ lĩnh Tô tức giận rồi. Trực tiếp lấy ra linh kiếm bản mệnh, đây là thủ oán lớn đến mức nào chứ? Sao đến cả Tô Sư Bá cũng đi lệch cốt chuyện vậy? Chắc sẽ không giết nam chủ đầy chứ? Diệp Thần lúc này sắp ra quần đến nơi rồi. Chỉ biết cầu xin Thạch Lão. Khí phách hùng hồn ban nãy, giờ có khác gì cá nằm trên thớt đâu. Không được, nữ nhân này quá mạnh rồi, vậy mà mình không hề có chút lực phản kháng nào. Thạch Lão cứu ta. Thạch Lão thì thân ta còn lo chưa xong, dại đâu mà lo thân người. Hỗn đản, thời khắc quan trọng lại giả chết đúng không? Lúc này chỉ có bên nhà ta là lo lắng cho Diệp Thần thôi, vì anh còn muốn về nhà a. Làm sao đây, nếu mình mà cầu tình thì sẽ phá hỏng thiết lập nhân vật phản diện. Nhưng không làm gì hết thì nam chủ cũng chẳng còn. Cũng không thể tiếp tục cốt truyện. Sao thủ lĩnh Tô lại tức giận như vậy? Thủ lĩnh Thiên Đãng Phong, Viên Dật sư bá tới rồi. Viên Dật lão đạo, cuối cùng cũng đợi được ông, may mà mình chưa bỏ cuộc. Trong nguyên tác, người này là ông lão tôi bụng. Không tranh giành thế sự. Thực ra thành phủ che giấu khá sâu. Ẩn giấu thân phận ma tông nhiều năm, suýt nữa đã phá hủy toàn bộ Thanh Lam Tông. Bây giờ cốt truyện đã đi chệch hướng. Tên béo này đã xuất hiện đúng như dự kiến, với thiết lập nhân vật của ông ta là Từ Bị Lương Thiện. Ông ta chắc chắn sẽ là người hòa giải. Chẳng qua chỉ là tiểu oa oa không hiểu chuyện mà thôi. Ha ha ha, bất giận. Nể mặt Viên Dật đạo nhân, tha cho hắn lần này, sẽ không có lần sau. Quên đi, mệnh số của tên xúc sinh này chưa tận. Hôm khác tìm cơ hội vậy. Thủ lĩnh Lâm, con không sao chứ? Con không sao, đa tạ sư bá quan tâm. Ta chỉ là một phản diện nhỏ thôi, không có nhiều đất diễn với ngươi đâu. Ngươi đừng qua đây. Tiên gần. Lâm sư điện, sư bá thấy con có thiên tư kỳ dị, cực kỳ hợp với Phượng Minh ta. Hay con suy nghĩ thử xem, rời Thần Loan Phong, gia nhập vào trong lòng sư bá, ta sẽ dạy bảo con thật tốt. Nguyên tác có đoạn này sao? Có phải mình xem nhầm sách lâu rồi không? Tiểu tử này đúng thật là tuấn mỹ, sao trước kia không phát hiện ra nhỉ? Có đồ đệ mỹ nam như vậy, chẳng trách Tiêu Hồng Lăng vô cảm với Diệp Thần. Không đời nào bây giờ đã biết nhân quả ở tương lai, nàng ta không thể bị lợi dụng nữa. Đúng là sơn thủy hữu tình mà. Được rồi, đại điển thu đồ sắp bắt đầu, không bằng chư vị ngồi trước đi. Vậy mà đại bót và nam chủ lại ở cùng nhau. Ai cũng không đi theo cốt truyện, sao ta diễn phản diện được tiếp đây? Yên lặng, đại điển thu đồ sắp bắt đầu. Ấy, sao Ấu Vi và anh không ở đây? Lạ nhỉ? Phải có cảnh ba vị sư muội nhìn mình thân bại danh liệt mới đúng chứ? Bình tĩnh, tốt xấu gì Diệp Thần cũng ở lại tham gia đại điển thu đồ rồi, cốt chuyện phía sau ổn định là được. Không có vấn đề gì lớn. Hoài Chân, đại sư huynh có gì phân phó? Quả nhiên chỉ có tiểu sư đệ là không rời bỏ một phản diện như mình. Thiết lập nhân vật rất vững vàng. Đáng tiếc, đi theo nhân vật phản diện không có kết cục tốt. Hoài Chân, thấy thiếu niên hắc y ở phía cuối đám người kia không? Hắn là biểu đệ xa của sư huynh, tiếp theo sẽ phải kiểm tra tư chất. Huynh muốn giúp đệ ấy, để tình đều là họ hàng. Đây là vậy đại bổ cửu luyện kim đan huynh mua cho đệ ấy, sau khi ăn vào có thể lập tức tăng thể chất. Du lịch tại gia ở tu chân giới, lương dược thiết yếu để giết người đoạt bảo. Thất tuyệt đan, phiền sư đệ đưa cho biểu đệ của ta. Giúp ta nói là ý của trưởng lão, ai cùng có phần. Nếu là ý tốt. Sao đại sư huynh không trực tiếp nói? Ta sợ biểu đệ biết được cảm động quá, ảnh hưởng đến phát huy đó. Huynh ấy thật sự, hu hu hu, mình khóc mất. Đại sư huynh thật tối bụng, thật dịu dàng. Ai, tuy đứa trẻ này hơi ngốc chút, nhưng lại đối xử rất tốt với mình. Sư huynh yên tâm đi, đệ nhất định sẽ làm tốt. Tỉnh táo lại, bọn họ chỉ là NPC trong tiểu thuyết mà thôi. Để thuận lợi về nhà, mình không được yếu lòng. Biểu đệ, à, không đúng, thiếu hiệp. Đây là đan được do các trưởng lão chuẩn bị cho các thanh niên tài tuấn đến tham gia ngày hôm nay. Đan này tên là cửu luyện kim đan. Có thể tăng cường thể chất, xin hãy nhận nó. Đa tạ ý tốt của các trưởng lão quý phái, tại hạ xin nhận. Được rồi, tí nữa biểu đệ hãy thể hiện thật tốt nhé. Ta xem trọng đệ. Đúng vậy, theo như cốt truyện của tiểu thuyết, nam chủ là lục phẩm đan sự có thể phát hiện đan dược này không đúng lắm. Sau đó nhanh trí mang đi hỏi Tử Vân trưởng giáo. Tiếp đó nhị sư muội của mình xuất hiện, chỉ ra mọi thứ là do mình làm, bước đầu tiên để phản diện Lâm Tiêu thân bại danh liệt hoàn thành. Đúng, cứ như thế, cầm độc được lên, đứng dậy tố cáo vào mặt ta thật mạnh. Hả? Khoan thế méo nào hắn ta nuốt luôn rồi.
thế này phải làm sao đây? Tập mới kết thúc tại đây, hẹn mọi người ở tập tiếp theo nha.